Hello anh Thư, mến chào mọi người. Bữa nay làm bánh bầu. Ba tụi nhỏ nói là ô, nhiều bầu quá làm bánh bầu. Thành ra hôm nay Thư sẽ làm bánh bầu. Mà cái này Thư chưa bao giờ Thư ăn qua. Ảnh thì ảnh cũng không nhớ nữa. Ảnh cứ nói là làm nó giống như có cái bọc ở ngoài. Thư cũng biết là cái gì nữa. Ảnh thì nói nó giống như là cái bánh bao chỉ đó. Nó tròn tròn, nó dai dai. Rồi có lúc thì lại nói nó giống như cái bánh há cảo của mình. Thành ra Thư cũng chẳng biết nữa. Thì anh diễn tả sao bây giờ Thư làm giống như vậy. Thì anh nói là bầu bào bào ra không có lấy ruột. Thành ra bây giờ Thư sẽ bào bầu ra. Thì Thư nghĩ chắc là nó giống như cái bánh ít trần chứ gì. Còn không mình làm đủ loại kiểu luôn. Làm giống như bánh cuốn. Mình bọc nó lại. Thì bây giờ Thư sẽ bào nó ra. Mình chỉ cần lấy cái vỏ ngoài thôi. Thank you.
Rồi bây giờ mình làm cái nhân bầu cho cái nó giống như cái dạng bánh cuốn. Mình nêm miếng muối vô cho nó vừa ăn. Nêm chút bột nêm. Mình xào lên. Rồi, vậy là xong, đừng xào chín quá. Vậy là cũng chín lắm rồi. Được rồi. Đó, cái này là hồi nữa mình làm nhân của cái bánh cuốn. Bây giờ thì mình làm nước mắm. Cái nước mắm của Thư thì Thư làm 300ml nước. Thì Thư cần 100g đường. Cái tỷ lệ nước với đường là 3:1. Nước mắm á, thì cái tỷ lệ nước mắm á, với đường á, là 3:2. Thì Thư lấy chừng 60-65ml nước mắm. Còn chanh á, thì khoảng chừng 30-50ml. Tùy theo cái khẩu vị của mỗi gia đình thì mình bỏ chanh nhiều hay ít, chua hay là không chua. Thư là người Trung, thành ra Thư ăn nước mắm cũng không có ngọt lắm. Thành ra cái tỷ lệ đường nước, nước mắm của Thư có thể nó sẽ không hợp với cái khẩu vị gia đình của các bạn. Thành ra các bạn cứ điều chỉnh theo cái khẩu vị gia đình của mình. Thì cứ 3:1 rồi 3:2. Cái này có thể là một nửa của nước mắm hoặc là hơn một chút xíu cũng được. Thư thì Thư dùng cái ớt hiệu con gà, thành ra nó có tỏi rồi trong đây. Thành ra Thư sẽ không đâm tỏi nữa. Thư dùng nước ấm thì mình quậy đường nó dễ tan hơn. Nhưng mà khi mình quậy xong mình phải để cho nó hơi nguội một chút xíu thì mình mới bỏ ớt vào, thì ớt sau này nó mới nổi lên được. Đó, bây giờ để cho Thư pha nước mắm vào nha. Đây là nước mắm của Thư đã làm xong rồi đây nè. Đó, Thư cắt thêm một tí ớt, Thư để lên cho nó đẹp thôi. Đó là nước mắm, để chút nữa mình ăn với lại bánh. Rồi đây, bây giờ mình lại mình coi bánh nha. Rồi bây giờ mình thử coi bánh nó chín chưa. Ui, nó tràn trề luôn. Mình thử nha. Mình chấm thử xuống coi. Chín rồi nè. Nó không có dính bột nè. Rồi đó, bây giờ mình phải đem xuống xong rồi mình phải để nguội. Mình để nguội mình cắt thì nó mới ngon được. Trong lúc mình chờ nó nguội thì mình làm cái bánh bầu theo kiểu mà bầu bó lại đó. Ok, để Thư bưng xuống để cho nó nguội. Bây giờ mình làm bánh nha. Mình làm bằng chảo thì mình trét chút dầu lên. Lần đầu tiên Thư làm thành ra nó cũng không có được khéo lắm. Xong đậy nắp lại. Đừng có để lửa lớn quá, để lửa lớn quá nó cháy. Đó, vậy thôi, rồi chút xíu là nó chín à. Hello, bây giờ bắt đầu ăn ạ. À. Ăn được. Anh ăn thử coi giống không? Giống cái mà anh đang suy nghĩ coi giống không? Hello. Bữa nay là ăn bánh bầu rồi bà con ơi. Ăn bánh bầu là cái này là xuất xứ từ Vĩnh Châu, Sóc Trăng nha, quê hương. Nè con ăn thử cái này. Đúng rồi không? Giống á.
ngon. Nhưng mà có giống của anh không? Không giống à? Nó tựa tựa hơi giống nhưng mà không gì giống lắm à? Không gì giống của người ta, cái này nó không có, không dính với nhau. Có lỗ này là người ta bỏ cái tôm tôm nhiều á, nhưng mà cũng được, cũng ngon. Cái này, ngồi cái này cái bánh gì vậy? Cái bánh đó cũng bánh bầu anh. Ờ, bánh bầu. Nhưng mà mấy cái này là bánh bầu hấp. Cái là bánh bầu hấp. Sao? Lạ không? Lạ. Cái nào ngon hơn? Cái này ngon à? Cái này ngon. Cả những bánh thì người ta chế ra người ta làm thôi, mỗi một cái xuất xứ. Nhưng mà nhiều khi người ta chế ra nó nổi tiếng. Kiểu bánh xèo vậy á, bánh xèo miền Tây á thì nó mềm. Nhưng mà bánh xèo nó miền Trung trở lên á thì nó giòn. Thấy chưa? Bánh khọt cũng vậy. Nói tiếng gì đi. Nó ngon mà con không muốn ăn nữa. Tại sao con không muốn ăn nữa? Nó ngon mà con không muốn ăn nữa, tại sao vậy? Thấy đó. Thấy nó làm sao? Tại vì có rau, tại nó con không ăn thôi, có gì hết. Hai đứa con mà hãy mà có rau, có cỏ vô là không muốn ăn, đúng không? À, đây nè. Đây. Chắc là bánh ít trần phải không? Phải à. Nó giống như bánh ít trần đúng không? Ừ, cái dẻo không đúng rồi. Không, em không biết cái bánh này là bánh gì. Anh diễn tả em cũng không biết nó là cái bánh gì, không tưởng tượng ra. Thôi nó chỉ có cái vùng đó, còn ngoài ra không có vùng nào hết. Chỉ có vùng đó thôi. Okay. Em không có tưởng tượng được cái bánh này là cái bánh gì á. Bây giờ mỗi lần mà về á, là ông kêu không? Order cho mình vậy hả? Ừ.
Bây giờ những con chỉ còn một người, hai người làm thôi. Vậy hả? Ừ. Mà sao nó không đúng hả? Vậy là làm không đúng hả? Con ăn bánh được không Duy? Dạ. Mấy Duy con ăn được không? Cảm ơn. Gì bà ăn chút xíu. Mấy cái à? Nhổn bà ăn một hai thôi. Vậy là cũng được đúng không? Không có được chính xác. Nhưng mà ăn cũng được. Thấy không? Cái này cũng ngon đúng không? Cũng được. Nhưng mà cái kia ngon hơn thấy không? Là cái kia ngon hơn. Cái kia giống như bánh xèo thôi. Cái bánh cuốn. Đúng rồi, vậy cái kia nó giống bánh cuốn. Mày nói lộn. Đó thấy không? Ước nguyện đã thành nhưng mà nó không giống thôi. Ước nguyện ăn bánh bầu chứ. Em hỏi em nghĩ không biết là làm gì cho anh. Em nghĩ không ra, anh muốn nói là cái bánh gì em nghĩ không ra. Thật ra em nghĩ là chắc húng túng giống vậy gì nữa. Nó đúng rồi. Có ăn không? Rồi. Vậy đi, vậy là bánh bầu xong rồi. Vậy là qua Mỹ được ăn bánh bầu vậy là quý lắm à. Rồi, bye bye. Bye.